Ok, terus ayo kemudian nengah nengah yang di YouTube kuatan nengah Ivan dah cik nyomai janya nengah. Aku tahu nengah bayi dah kemai yang ke kelai kan nengah nyeti Ivan. Ivan di mui pek pohon tan nengah kepal Ivan kepal lah kepal bayang jaya susah deh kepal cung yang cat nengah tip nengah. Ivan tipi kecil Ivan asli try dia chị bạn mày sẽ làm thế giới thế giới cảnh thế giới xuống nào ok thế giới của được thuộc phải về đảo được Việt Nam ở xâm rap ở Việt Nam là chỉ Việt Nam lấy chứ phải chỉ còn ai mới bàn xa chỉ tôi tới website biết được ở ngoài từ miền giấy từ những vẻ con toàn là xa Việt Nam chẳng dương không ai từ dương ở trên Việt Nam chẳng dương có một bạn là con ông cá tạm tạm là event buổi buổi bó để em chỉ một bài như này chắc ở video đấy nhằm nâng dậy thủ tố về con toàn là event một trận đấu lớn tại ở vậy là sự khác thì cái mình có thể nhóm dạy tăng viên từ một điều rồi gì chân lại là không để có thể anh ca của mình trong những người bạn á từ ngày ở vậy thì nhóm đăng ở vậy thì nhóm chạy thì cứ gần thì ca chạy lên nó chẳng thông để nhóm bạn đăng ở dân và lọt cho tổng thống pink để sẵn chẳng nhóm gặp sai biệt ok thì cứ chia pink lọc ca bỏ kèm nâng nè họ đã muốn mang muốn cứ Ivan Trey hay cũng như là chị Ivan sản phẩm cao của quân của bạn lại thêm chứ bộ Ivan này là mình đây của bạn thế và lại thêm đó nè là nhầm sống để được thêm thành đó chứ bộ Ivan là của quân vô ai thêm đấy nên là này thì dừng và cả và ở thêm hơn là mình cả của quân nhưng của quân là mặt đó vì smart là mặt chung mà mặt đó của quân là đó smart là mặt chung chẳng hạn thì chẳng ai thêm là từ tua bán đôi giờ vậy đã rụt hiệp đã và hàng dương mơ nữa cứ vì thằng ta tông tụi bạn này thì có hơn hay giờ nó không biết ba bị chạy lại nhỉ chỉ xa thì lại xa Việt Nam như ai vô tập ai cũng có tên sớm mới bằng chắc là vậy là vì xây chẳng mình tha nó phải để dưỡng chặt làm một món nó cứ phải chặt làm những cái này phải chặt làm hay mới tiếc anh này so Việt Nam thì và câu gọi là sớm cái này nên là như ai cũng vào bàn cao sớm một đó ok anh này là vậy thì nhóm ảnh đáp mạng chúng ta đẹp có nghĩa là trẻ bị xa Việt Nam và trẻ ảnh bước đại nhảy nên đây bởi dẫn đến nhóm nhóm bọn trẻ thật đó thì Ivan này mình chỉ có bạn vô lấy tế để xa vì nghĩ xung là cho bạn các bạn đây ok ta hãy dùng chung mơ hệ viên đó nhé nó phép sai ok thì chỉ Ivan mỗi đại thì dân cụ thể đăng ca sĩ anh thêm sản phẩm vừa sản nhé nó không nâng về miền NPC mỗi tại nó có lòng xin dạng từ một chất và lòng nổi và một chất quay một bạn và lòng tích từ chia map để dường hại của cả đô nội và nó được bạn chẳng mình nó map vì map bay map buồn chẳng mình nào xin dạng dạng cháu địa lý luôn cho mình phản xiên chẳng mình bấy hãy tì tạng với tư vị đạn đi đừng sẵn dường mưa thành đón á nâng ảnh hay Ivan P3 chẳng bán vì chẳng một phì thì mỗi từ chụp cả phí cho các thế hệ này này. Chẳng ở sở nối số tha ta vừa mạch tầm bay ban à cả đấy mà này hiện học cả đấy mà sở nối áp á cả đấy miền pi po hay là mấy po. Chẳng có áp hết cả đấy pi po này cứ chỉ áp hết ai thêm mũi này vì chọn lọ hiện ai trade bàn tế này. Hay chỉ po cả đấy áp hết bay po này cứ hiện ai trade bàn tại sao phải miền biển lọ tuổi nhé. Này này vậy thì trong smart đấy. Ok chẳng ở vừa mạch tầm bay ban của cả đấy pi po được bay po này. Chẳng là bây giờ bạn có đến bây giờ này việc là khỏi bị Ivan một môn ở dưới chỉ cả hơi mình là sao mình thấy chẳng là chẳng đây về miền phải chờ đi phải đi phải đồn đi phải chờ được một đi đêm phải đồn người để chỉ tự bảo cô là đồn chọc đêm đi chẳng cái chọc đêm đi bây giờ bác bảo việc đang tổng chỗ của anh nhé là này chẳng là bây giờ cạp công phụ cái đêm mà thích bán đó để dùng chạy một cào này máu như chạy một cào như thế này nhâm xong vậy thật loại cái đêm sẵn nè là mấy thứ ban cái đêm on đi ban nè đó thứ cả cùng cùng á nè anh ấy pí anh ấy muối bộ anh ấy pí bộ anh ấy muối bộ anh ấy bảy nhé dân ban cái đêm mùi nhé cho là bảy ban anh ấy đó thì mưa ban này anh ấy bảy bộ anh ấy pí anh ấy muối anh ấy mùi nè của một cái anh thì mà này buồn mốc ấy cho anh ấy mốc vì mốc bảy mốc bốn mốc mà mốc vì mốc bảy mốc bốn mốc ta này thấy nhé chắc là bảy bản bộ này đây
អញ្ចឹងដើម្បីបានពណ៌អាការ៉េ3000នេះវាត្រូវការប្រាក់ឈើរួមគ្នានេះអញ្ចឹងដើម្បីបានពី2000នេះវាត្រូវការនេះតែត្រូវការដូងយើងធ្វើមិនដើម្បីបានដូងហើយជាមួយនឹងស្ករដល់ត្រាស់កូរួមជាមួយនឹងអាផ្លែបัวនេះអញ្ចឹងអានឹងអត់ប្រហែលអីទេវាគឺជាមីសិនមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើប្រចាំតែធ្វើប្រចាំណានេះដូចជាដាំដើមឈើដាំកាយកាប់ក្រងហ្នឹងអានឹងទៅដល់គេ3មកហើយរួមជាមួយនឹងមីសិនប្រែខ្លួនដែលគេទៅធ្វើបានហ្នឹងគឺដូចពេលមុនដែរទេដូចជាមួយនឹងការចូលតៃស៊ូចូលបេះចំនួនតែជាការដាក់ឲ្យអញ្ចឹងអាយធីមនេះគាត់អាចមើលបានអាយធីមបានវាឡក់អានឡក់គឺវាបានជាក់នៅក្នុងស្រាប់ហ្នឹងហើយចាប់ស្បាយទេគេមើលបានណាចំពោះហាក់ចប់នេះដើម្បីធ្វើការបានវានេះដាំការដាំបីដូចគ្នានេះណាចាដាំធំអញ្ចឹងទៅមីសិនសង្បាក់អញ្ចឹងទៅហើយចូលវើកវាបានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ៊ីវ៉ាន់ដែលវាបញ្ចេញឲ្យយើងបានតាមការធ្វើខ្វេះចំនួនអញ្ចឹងនេះគឺជា event មួយដែលវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃសារាទីហ្នឹងមកយុទ្ធនីយពេកណានឹងដាក់ការដើម្បីទៅដល់ក្រៅក្រុងគេវិញងាប់ចូល world អីសុខាយហើយបានអាចធីបទៀតហើយបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់បាត់ក្រៅវិញគឺជាប្រភេទ event មួយដែលគេ see 2000 event ដូចជា see កាកមកដែរ2000 4000 event ហ្នឹងទៀតទៅបានអាចធីបអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងចង់រិនដល់ VC នេះ see គ្រប់ប្រភេទរៀប3000នេះអញ្ចឹងវានៅទទួលបានអាយធីមទាំងអស់នេះវាមាននេះនៅឲ្យមើលបាននេះដូចជា world master point នឹងហើយ farm point អ្នកទាំងអស់នេះអាចមើលរូបភាពរបស់បានវារិនចូលអាយធីមទាំងអស់នេះនេះណានឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងនេះវាក៏ប្រាប់ដែរអញ្ចឹងបើយើង C250 អាករេ3000 250វាទទួលបានអាចកាស់នេះខ្ញុំហៅចកាស់ហ្នឹងណានឹងអាចកាស់នេះ5អានេះ10អានេះ3អញ្ចឹងណាទៅហើយជើង C500 ទទួលបានអាចកាស់នេះ10នេះ3អានេះ5 C750 វាទទួលបានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹង C រហូតដល់2000យើងមកមើលក្រោមនេះគឺជា2000អញ្ចឹងយើងបានទទួលផលចាររួមជាមួយនឹងស្លាមណាហ្នឹងហើយហើយយើង C នេះបើសិនយើង C ដល់2000នេះវាឲ្យយើងរើសហ្នឹងគឺពួកអាយធីមអស់នេះអញ្ចឹងយកមួយណាយកទៅជីសងលើចិត្តយើងចង់រើសទេអញ្ចឹងវាមិនខុសអីពី event C ចកាស់ទេវាខុសពី event C ចកាស់ទេ event នេះណាហ្នឹងហើយមិនជាបបាក់អីទេយើងអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺយើងចូលទៅមើល event ត្រីនិង event ត្រីមានអ្នកដែលគាត់អត់ធ្វើដឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង event ត្រីខ្ញុំសូមតមកបន្តិចណាហើយចកាស់ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីគេចកាស់ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ត្រង់ថាយើងអាចយកមកដូរជានេះជាចំពោះដងសតូចហើយនៅពួកអានេះអីយើងអាចទិញបានណានេះយើងទិញនៅ NPC នេះ NPC នេះអាចនៅ store នេះមានណាហើយតបទៅទៀតនេះអាចកាស់ចកាស់នឹងយកមកទិញនុយសម្រាប់ស្ទូចនេះនុយនុយមួយអស់3ចកាស់នេះហ្នឹងអាចទីមានផ្សេងផ្សេងផ្សំវាមកនេះប្រៀបតបាយនុយ3ចកាស់ទិញអាក្រេសរីឆេសនេះបែរវិស្បងចិត្តនេះគឺអស់60ចកាស់រួមជាមួយនឹងកូន24អញ្ចឹងទិញពួកនេះពួកនេះពួកនេះអញ្ចឹងវាចកាស់នេះវាគឺជា event តចេញពី event មុនទេដែលយើងស៊ីក្រេមណាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកអស់នេះអាចចូលមើលបានពី detail ទេហើយចំពោះចកាស់នេះក៏វាអាចទទួលបាននៅកាពីតែកាពីថ្មីកាពីដូចជាកាពី support អីហ្នឹងហើយកាពីពួកប្រភេទអស់នេះហ្នឹងក៏ file បានអូន file បានតែហើយនឹង support បាក់នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលមើលបានហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយពីកន្លែងសុត្រីនេះមួយទៀតគឺជា event សុត្រីអញ្ចឹង event សុត្រីវា start ម៉ោង8ហ្នឹងហើយevent បញ្ចប់វានៅម៉ោង23ស្មើនឹងម៉ោង 24:00 ហ្នឹងហើយ event spy នេះ24/30/23/5អញ្ចឹងវានឹង event នេះវា start ចាប់ពីម៉ោង8ខែទី12ខែ7ស្អែកថ្ងៃហ្នឹងណាចាប់ដើមហើយវានឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃម៉ោង 23:59 នៅខែ8ទី2អញ្ចឹង event ហ្នឹងវានឹង inspire item វានៅថ្ងៃទី5ខែ8ហ្នឹងហើយតាមខែ8ហីនេះគឺជាដងសន្ទូចដែលយើងអាចរកទីបានធម្មតានឹងតាឈ្មោះ summer event ហ្នឹងហើយពីចំពោះផ្លែសន្ទូចដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការយកចង្កឹះដូរណាហ្នឹង
hay nick cái chi NPC thì chơi ai cả tôi chạy mười việt mát lâu chu sắt đi rồi cũng uốn mà nói cao môi nên cũng nghiện thằng trai nè lại thả đố rồi lại tinh trai thì nhảy đi lâu lại summer rồi đi ta đi phan san việt nick cái chi một hệ trai tại dương ai stud mát là người việt miền trai ngọc ta trai thung na trai salmon cùng với một cái đàn seafood prime with chai យើងមានថាគ្រប់តម្លៃត្រីទាំងអស់មានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់30នាទីមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងដែលស្ទូចនេះគឺជា NPC ដែលយើងជួបបានយើងចុចលើវាអ្នកមួយវាមាន3 4នេះនេះនេះណាអ្នក NPC ចុចលើវាមក NPC ណាប៉ុន្តែមុនធ្វើការស៊ើបត្រីទាំងអស់ហ្នឹងបានអ្នកទាំងអស់ត្រូវចាំថាឆែកទៀតគឺអ្នកអត់ទេតការដូចខេអញ្ចឹងតិចទៀតហ្នឹងកន្លែងដែលអ្នកអត់វៃគ្នាហ្នឹងលេងវៃនៅតាមកាយគឺមកវៃនៅកន្លែងស៊ុយត្រីនេះវិញអញ្ចឹងលេងប្រហែលតិចដាក់ចេញមកគឺដឹងដូចខេហើយអញ្ចឹងចេញមក map នេះងាយរត់ចូលក្រុមទេបើយើងរត់ចូលគឺឆ្លងស៊ូសិនហើយតែយើងប្រឆាំងហ្នឹងអត់ដឹងទេណាហ្នឹងតែយើងរត់មកធម្មតាហ្នឹងគេតិចមកគេហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការចុចដាំចុចស៊ុយត្រីនេះវាប្រហែលត្រង់ឲ្យគេវាមាននីតិ vetting ហ្នឹង vetting ដឹងបីយើងកើតអត់ទេតែបីកើតចប់ព្រោះវាតតដៃមួយគេអត់កើតអូខេអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងអ៊ីវ៉ាន់មានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយបានក្បោះក្បាយប៉ុណ្ណាបោះក្បាយនេះដោយសារហេតុអីសារវាជាអ៊ីវ៉ាន់ថ្មីទី1ហើយទី2ភាសាប្រចាំជាភាសាវៀតណាមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនជាច្បាស់ប្រហែលដែរហ្នឹងហើយតែបើអ្នកទាំងអស់នេះមានបញ្ហាឬក៏ឆ្ងល់ហើយអូខេអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការឆាតសួរខ្ញុំក្នុងភេកផ្ទាល់បានណាកន្លែងណាខ្ញុំចាស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់អូខេអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងអូខេអរគុណបាយបាយ